Xin chào các em, ngày hôm nay học văn chị Hiên sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn học sinh lớp 2 trong chương trình môn tiếng Việt bộ sách Cánh Diều nhé. Và bài học ngày hôm nay của chúng mình mang tên Một tiết học vui, bài học nằm trong tuần 7 với chủ điểm Thầy cô của em. Các bạn đã sẵn sàng chưa nhỉ? Nếu rồi thì chúng mình cùng nhau bắt đầu thôi nào. Bài học ngày hôm nay bao gồm có 4 phần. Phần 1, đọc. Phần 2, đọc hiểu. Phần 3, luyện tập. Và cuối cùng là phần 4, củng cố và dặn dò. Trước tiên hãy cùng chị đến với phần đọc nhé. Mỗi khi ở trường, chúng mình được thầy cô dạy những điều hay, lẽ phải qua những bài học vô cùng thú vị. Bài Một tiết học vui cũng nói về một tiết học như vậy đó. Trước khi đọc bài, các em chú ý, hãy đọc thật to, rõ ràng, giọng đọc thì diễn cảm và tươi vui nhé. Còn bây giờ, hãy nhìn lên màn hình hoặc theo dõi trong sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, bộ sách Cánh Diều trang 60 và cùng đọc với chị nào. Một tiết học vui. Thấy thầy giáo xách giỏ trái cây vào lớp, chúng tôi rất ngạc nhiên. Thầy mang trái cây đến lớp làm gì nhỉ? Thầy mỉm cười. Thầy muốn các em quan sát những trái cây này để viết đoạn văn tả một loại trái cây mà mình yêu thích. Chúng tôi truyền tay nhau, vuốt ve, ngắm nghía và ngửi những trái táo, lê, chuối, xoài, quýt mà thầy đưa cho. Bây giờ, các em hãy nếm thử trái cây và cảm nhận vị thơm ngon của chúng. Các em cho thầy biết mình thích ăn loại trái cây nào nhất và tại sao mình thích loại trái đó nhé. Chúng tôi cùng nhau ăn trái cây rồi nói cảm nhận của mình. Thầy vui vẻ nói, mỗi loại trái cây có hình dáng, màu sắc và hương vị riêng. Các em hãy nhớ lại những điều đã quan sát và tả loại trái cây mà mình thích nhất. Đừng quên so sánh với loại trái cây khác nhé. Tôi vừa viết vừa nghĩ, hóa ra phải quan sát thì mới tả đúng và hay được. Tiết học vui quá. Theo sách Câu chuyện nhỏ, bài học lớn. Các em đã vừa lắng nghe chị đọc mẫu bài Một lớp học vui. Trong bài này có một số từ ngữ khó đọc. Các em hãy luyện đọc lại cùng chị được không nào? Giỏ trái cây. Giỏ trái cây. Quan sát. Quan sát. Ngắm nghía. Ngắm nghía. Để tìm hiểu kỹ hơn về bài đọc này thì chị sẽ giúp các em trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để làm gì nhỉ? Thầy giáo mang giỏ trái cây đến lớp để các bạn có thể quan sát, tìm ý cho bài văn miêu tả một loại trái cây mà mình yêu thích. Câu hỏi số 2. Các bạn học sinh đã làm gì với giỏ trái cây đó? Đúng rồi, các bạn học sinh đã truyền tay nhau, vuốt ve, ngắm nghía và ngửi những trái táo, lê, chuối, xoài, quýt mà thầy giáo đưa cho. Sau đó, các bạn còn cùng nhau ăn trái cây và nói lên cảm nhận về những loại trái cây ấy. Tiếp đến là câu hỏi thứ 3. Theo em, vì sao các bạn thấy tiết học rất vui? Các bạn thấy tiết học rất vui là bởi vì thầy giáo đã cho các bạn được quan sát và cảm nhận hương vị của các loại trái cây. Từ đó, các bạn sẽ có những đoạn văn miêu tả đúng và hay. Tiếp theo sau đây, chị em chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập nha. Câu 1. Tìm trong bài đọc một câu dùng để kể. Cho biết cuối câu đó có dấu câu gì? À, trong bài tập đọc này, chị tìm được một câu kể. Đó là câu chúng tôi cùng nhau ăn trái cây rồi nói cảm nhận của mình. Cuối câu này có dấu chấm. Từ đó, chúng mình có thể đưa ra kết luận như sau. Kết thúc câu kể, ta sử dụng dấu chấm. Và dựa vào đó, các em hãy tìm những câu kể còn lại trong bài giúp chị nhé. Chúng mình cùng chuyển sang câu hỏi thứ 2.
Tìm trong bài đọc một câu dùng để nêu yêu cầu, đề nghị. Cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu câu gì? Đúng rồi, câu dùng để nêu yêu cầu, đề nghị có trong bài là: Các em hãy nhớ lại những điều đã quan sát và tả loại trái cây mà mình thích nhất. Và câu: Đừng quên so sánh với loại trái cây khác nhé. Cả hai câu chị vừa nêu đều kết thúc bằng dấu chấm than. Do đó, chúng mình có thể đưa ra một kết luận là cuối câu nêu yêu cầu, đề nghị có dấu chấm than. Sau đây sẽ là câu hỏi thứ ba, câu hỏi cuối cùng trong bài đọc ngày hôm nay. Câu tiết học vui quá thể hiện cảm xúc gì? Cuối câu đó có dấu câu gì? Các bạn đã nghĩ ra câu trả lời chưa? Đúng rồi, câu tiết học vui quá thể hiện cảm xúc thích thú và vui mừng. Cuối câu đó có sử dụng dấu chấm than. Như vậy, chúng ta có thể rút ra được kết luận rằng cuối câu thể hiện cảm xúc có sử dụng dấu chấm than. Sau khi đã cùng nhau đọc bài và đi trả lời những câu hỏi ở phần đọc hiểu và phần luyện tập, thì sau đây chị em chúng mình sẽ đến với phần cuối cùng. Phần này mang tên củng cố và dặn dò. Sau khi học xong bài tập đọc một tiết học vui, các bạn hãy nhớ muốn làm tốt bài văn miêu tả thì phải có sự quan sát và cảm nhận nhé. Khi về nhà, các bạn cũng đừng quên tập trả lời lại các câu hỏi và chuẩn bị cho bài học tiếp theo một cách thật kỹ càng nha. Bài học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu còn điều gì không hiểu, các bạn có thể để lại ở phần bình luận. Chị sẽ giúp các bạn giải đáp nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!